Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 à, Trên 3 của bài 5 à, Xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha Trước hết chúng ta tìm hiểu tiếp các cái từ mới còn lại Ta có từ thứ 13 đó là từ Mai Mai ông hán Việt là Mại à, Mại có nghĩa là bán thôi À, chúng ta xem cái ví dụ bên dưới xe quán thì suy nợ xe quán thì suy nợ xe quán à, bạn vương bạn đi đâu vậy và suy sẻ sao tôi đi đến trường thì chưa xuyến sớ nó thì chưa xuyến chỗ này có nghĩa là đâu đó thấy xe đạp của bạn đâu mai là mai là bán rồi ừ, tức là bán xe đi bộ đó xe quán thì suy nở và suy sẻ sao là kế tiếp nữa ta có từ thứ 14 bốn từ thứ, từ thứ 14 này ta đọc là mại mại ông ấy việc làm mãi mãi có nghĩa là mua Âm ấy việc vẫn còn dùng ví dụ như mãi lực là sức mua là từ trong ngành kinh tế vẫn dùng khuyến mãi à, vẫn dùng từ này À, mãi có nghĩa là mua chúng ta xem các ví dụ bên dưới miễn thiên thì cho sợ mò miễn thiên thì cho sợ mò ngày mai bạn làm gì vậy của ba bà suy mại bà, bà, bà tôi cùng với bố đi mua xe mày sợ mày thấy mua xe gì mày chữ xin mua xe đạp chúng ta cùng đọc lại miễn thiên thì cho sợ mò Kế tiếp ta có từ thứ mười lăm, từ thứ mười lăm là từ bị, bị âm âm việt là bút cũng có nghĩa là cây bút hoặc là cây viết của mình luôn. À, chúng ta học thêm một cái từ bổ sung vào vô ha. Ví dụ như là y trư bị Y trư bị là một cây bút Như vậy Trước đó là lượng từ Một cây bút và hai cây bút chúng ta sẽ nói là lèn trư bị lèn trư bị không có nói ơi trư bị ha là dùng để chỉ về số lượng phía sau nó có lượng từ ta cùng đọc nè y trư bị lèn trư bị à, chúng ta xem ví dụ bên dưới nì giáo anh muốn mua gì vừa giáo mãi trư bị Bộ giáo máy lèn trứ bị Tôi muốn mua hai cây bút Và chúng ta xem nè Cái từ bút á Từ bị đó đó Bên trên nó là bộ trúc Tức là thường chỉ những gì liên quan đến tre trúc Còn ở bên dưới á là bộ hoặc là chữ mau Mau là cái lông tơ mềm Như vậy bản thân từ bị này nó muốn nói Nó thể hiện được cái nghĩa là Cái bút lông rồi Bên trên là một cái que trúc và ở dưới là một cái phần nhỏ lông tơ mềm thường là lông đuôi thỏ đuôi chồn gì đó à, thì là bút lông ngày xưa người ta vẫn làm bằng đuôi thỏ đuôi chồn đó ta có từ bị là bút nè rồi à, ví dụ ta có từ thàn là thảm thì thảm ngày xưa nó cũng bằng các cái thảm bằng nhung hoặc là thảm bằng các cái loại lông thú cho nên nó cũng có cái bộ mau đó và ví dụ ta có từ lãnh, lãnh là cái rổ Cái rổ thì phần lớn được làm bằng tre trúc Ngày xưa làm bằng tre trúc cho nên nó cũng có bộ trúc Vậy ta có ba từ nha Pì, nè, rồi thàn, nè, rồi lãnh, nè và Liên quan đến tre trúc và liên quan đến bộ mau Rồi kế tiếp ta có từ tỷ Tỷ là địch, tức là một loại sáo thôi Một loại sáo được làm bằng tre trúc Cái tiếp nữa ta có từ thứ 16 Từ thứ 16 là bình xưa Bình xưa Bình âm ứng việc là bản hoặc là bổn Và xưa là chữ tử mà chúng ta đã gặp rồi á Tử, bộ hoặc là chữ tử Nhưng chữ tử trong đây nó không có nghĩa gì đâu Bình xưa ghép vào nó sẽ ra là vở hoặc là tập thôi Quyển vở hoặc là cái quyển tập mà mình viết á lượng từ của nó sẽ là cưa Như vậy là một quyển vở hay là một quyển tập Ta phải nói là Ý cưa bình xưa

ta có từ thứ 17 từ thứ 17 đọc là sự xưa lưu khổ sự xưa lưu khổ âm hóa việt là thập tự lộ khẩu bây giờ chúng ta tách ra nha thập tự tức là chữ thập chữ thập Lưu khổ là lộ khẩu có nghĩa là cái đầu đường như vậy đầu đường hình chữ thập thì có nghĩa là ngã tư thôi sự xưa lưu khổ đầu đường hình chữ thập là ngã tư ngã tư nó giống như chữ thập vậy rồi ta xem ví dụ bên dưới nè Chuyển quên treo thẳng chai nở Chuyển quên treo thẳng chai nở Xin hỏi nhà thờ ở đâu vậy Chén bên sử dư lưu khổ Chén bên sử dư lưu khổ Ở ngã tư phía trước á Đừng dịch là phía trước ngã tư nha Ở cái ngã tư phía trước dịch đằng sau dịch lại Chai diễn hẳn tuy miên mà Chai diễn hẳn tuy miên mà Uh, nó ở đối diện ngân hàng phải không? Tuy Đúng uh, Tuy là đúng Chúng ta cùng đọc lại Xin quên Giao thẳng tại sự lưu Tại ngân hàng đối diện Và chúng ta Chúng ta tìm hiểu đến cái bộ đó là bộ túc Bộ túc À, thường chỉ những gì liên quan đến chân túc là chân nó có bộ túc cũng gần giống như chữ túc vậy đây là bộ thôi à, Huynh đệ như thủ túc tức là anh em như tay với chân thủ là tay và túc là chân rồi như vậy cái chữ nào mà có bộ túc này thì thường à, liên quan đến chân ta có cái từ lu lu không là cái con đường lu là đường Đường thì do đi mà có, câu này của một nhân vật rất nổi tiếng nói, chứ không phải là mình nói. Thì đường do đi mà có, cho nên là phía bên trái của nó, nó có cái bộ túc này. À, chúng ta mở rộng thêm nữa. Hồi nãy ta có sửa dư lưu khổ, đầu đường hình chữ thập thì là ngã tư. Bây giờ ta có một cái từ là tinh dư lưu khổ. Tinh dư lưu khổ là ngã ba, tức là đầu đường hình chữ đinh. Chữ đinh tức là cái hình cái ngã ba đó, chúng ta có nhìn thấy không nào? Tinh... Chữ đinh chúng ta thấy một cái gạch ngang và một cái sổ móc tức là cái đầu đường hình chữ đinh Có nghĩa là ngã ba Như vậy ta được một cái là sữa chữa lưu khổ là ngã tư Và tinh chữ lưu khổ là ngã ba Và liên quan đến cái bộ túc này Mình học thêm một từ nữa là từ theo Theo là nhảy Ví dụ nhảy qua đây là theo qua lại Nhảy qua bên kia là theo qua suy Nhảy lầu là theo lỗ Nhảy cầu là theo chảo, ví dụ thế Rồi, theo vũ là nhảy đầm, tức là khiêu vũ Âm ấm Việt là chữ khiêu Theo âm Việt là khiêu và vũ là vũ Theo vũ là khiêu vũ Ví dụ, nì huê theo vũ má Ờ, à, theo vũ, tôi biết khiêu vũ Ồ, hỡi xèo quảng, tôi hình xì hoan theo vũ Ồ, hỡi xèo quảng, tôi hình xì hoan theo vũ Tôi và bạn Vương đều rất thích khiêu vũ à, Ví dụ thế như vậy khiêu vũ là phải học mới biết Xem như là một kỹ năng à, Biết khiêu vũ nó là huy theo vũ Không biết khiêu vũ nó là bủ huy theo vũ Ta nhớ như vậy nha Cái tiếp nữa ta có từ tà Tạ à, Ông nói việc là đả, đả có nghĩa là đánh Đã thương là đánh người ta bị thương à, và với nó sẽ có hai cái nghĩa nghĩa thứ nhất là gọi tức là gọi điện thoại tà tên hoa một chút ta sẽ gặp tới nó thứ hai ta có đã có nghĩa là đánh có hai nghĩa từ này nó có đến mười mấy nghĩa là nghĩa nào cũng rất thông dụng nhưng mà trong phạm vi của bài với cái mức từ mà chúng ta có được thì chúng ta tiếp cận với hai nghĩa thôi ví dụ mama chin thêm papa táo của mama chin thêm papa táo của mẹ mẹ ơi gì đó hôm nay ba đánh con why? Tại sao vậy? Why? Vì qua buổi chia sẻ sao? Qua hỡi sao quản su quản? Bởi vì con không có đi đến trường con và bạn vương đi chơi. Na pa pa tả nị sư tuê là Na pa pa tả nị sư tuê là Na trước đây ta học có nghĩa là đó hoặc là kia nhưng mà hôm nay nó sẽ có một cái nghĩa mới Na là vậy thì thế thì Na ba bà tả ni Thế thì bố đánh con Sư tuê là là đúng rồi Không có sai Rồi như vậy là tả ta, ta tiếp cận Với cái nghĩa là đánh Chúng ta cùng đọc lại Mama Chính thêm ba ba ta wo Quê sơ mơ Nhưng quê Wo bu chư là Rồi à, chúng ta lưu ý Ở trong cái từ ta Ta là đánh Đánh thì phải dùng tay cho nên cái bộ bên trái chữ tạo đó là bộ thủ thường chỉ những gì liên quan đến tay bộ đó là bộ thủ à, chúng ta xem ví dụ nè ta có từ la la là kéo kéo cũng phải dùng tay ví dụ ai kéo mình chẳng hạn đi bẻ la quọ anh đừng có kéo tôi à, anh ấy cứ kéo tôi tha la quọ à, la là kéo dùng tay cái tiếp ta có từ thuê thuê à, đẩy đẩy cũng dùng tay nên bên trái của nó có bộ thủ hay là kế tiếp người ta có từ xào xào là tảo tức là quét tảo mộ quét dọn sạch mộ đó rồi xào là quét cũng phải dùng tay và rân rân là ném à, rân là ném ném cũng phải dùng tay ta cùng đọc là bốn cái từ này cái này chỉ là thêm ví dụ thêm để minh họa cho cái bộ thủ mà thôi ta cùng đọc nào, là là thuê Thuê Xảo Rân Cái à, rân. tiếp nữa ta có từ thứ 19 là từ tiên hoa Tiên hoa ông hán Việt là điện thoại à, Điện thoại thì cái nghĩa cũng là điện thoại thôi Từ tiên không là điện và hoa là thoại Chúng ta xem Xeo liến xe xeo lý dồ dấu chữ ma Xeo liến, sẽ xeo lý dầu dấu chữ mà Bạn Lâm ơi, trong trường có bưu điện không? Dỗ, nì sư dấu chữ cho sầm mà Dỗ, nì sư dấu chữ cho sầm mà Có, bạn đi bưu điện làm gì? Của giáo tả cơ tiên hoa Của giáo tả cơ tiên hoa Tại tà tiên hoa là gọi điện thoại rồi thêm cưa vào làm gì Tức là gọi một cuộc điện thoại Cưa đây là trong khẩu ngữ này hay dùng thế thôi nếu nếu nói là quỳ giáo tài tiên hoa thì cũng được nhưng mà trong khẩu ngữ trong văn nói nó hay thêm vậy quỳ giáo tài dĩ cơ tiên hoa cũng được hoặc là tà cơ tiên hoa cũng được gọi một cuộc điện thoại. Tôi cũng cần hoặc là tôi cũng muốn đi bưu điện để gửi thư nữa chúng ta đi thôi à, chúng ta đi nhé gì đó chúng cùng đọc lại nè sao liến, sẽ sao lý vô vô chữ ma vô ni sư vô chữ cho chữ xin chúng mình đi kế tiếp nữa trong cái từ hoa là chữ thoại đó ở bên tay phải của cái bộ hoa đó của chữ hoa đó đó nó là bộ hoặc là chữ thiệt thiệt có nghĩa là cái lưỡi à, thì nó không có nhiều ví dụ lắm nhưng mà ta sẽ có ví dụ như từ thiền là liếm. À, ví dụ như mình liếm cái viên kẹo hay là gì đó thì vẫn dùng lưỡi, à, cho nên là phía bên trái của nó cũng có cái bộ thiệt đó. Bây giờ là bộ vừa là chữ luôn. Cái tiếp nữa ta có từ của chi. Của chi âm Hán Việt là quốc tế, chữ của là chữ quốc. Hôm trước ta có Trung của là Trung Quốc nè, Mì của là Mỹ Quốc nè, tức là nước Mỹ á. Rồi quốc bây giờ

hồi nãy nếu mà tà điện hoa thì gọi điện thoại còn bây giờ tà của chi tiên hoa thì là gọi điện thoại quốc tế của giáo tả của chi tiên hoa hảo, của mình xin hảo, của mình được chúng ta đi thôi à, khi mình đồng ý với ai cái gì đó thì mình nói là hảo hảo của mình xin bà kế tiếp nữa ta có cái lưu ý cái lưu ý cái bộ vuông vuông ở bên ngoài đó bên ngoài của cái chữ của của chi đó thì nó là bộ à, bộ vi bộ vi chứ không phải chữ à, nó, nó chỉ cái biên giới hoặc là cái khuôn viên hoặc là cái viền ở bên ngoài hoặc là cái hàng rào đó. nói chung cái cái sự vật nào mà nó có cái viền có cái phần chung quanh thì nó hay có cái bộ vi đó ta xem ví dụ từ xỉu xỉu là tù thì chúng ta thấy là cái con người bị nhốt trong cái củi cái người bị nhốt trong cái củi chúng ta thấy ở trong là chữ rảnh là người kế tiếp ta có từ khuân khuân là khó khăn tức là cái cây nó cứ mọc ở trong cái khuôn viên nó không có thoát ra ngoài được bên trong là mọc là cây à, âm ấm việc là chữ khốn khốn đốn đó. và kế tiếp ta có từ duyển duyển à, là âm ấm việc là viên có nghĩa là cái vườn cái vườn thì nó cũng có cái rào chung quanh có cái khuôn viên ngoài nên nó có bộ vi. Cái tiếp nữa ta có từ sơ sủa. Sơ sủa ở mong việc là chữ xí và chữ sở. Nhà xí tức là nhà vệ sinh. Ngày xưa người ta nói như vậy, bây giờ thì người ta không nói nữa. À, nhà vệ sinh, sơ sủa là nhà vệ sinh. Ví dụ, truyền quên sơ sủa quên sơ sủa Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Chai tuy miền. Chai tuy miền, ở đối diện á. Xie xie, bù xie à, Ai cảm ơn thì mình trả lời bù xie Ta đọc lại Chuyện quên sơ sổ tại nạ Tại tôi xe Xie xie, bù xie Chúng ta có lưu ý à, Cái bộ Cái bộ mà nằm ở bên trên Và bên trái của Cái từ sơ đó đó Nó là bộ hoặc là chữ hán à, Có nghĩa là cái sườn núi hoặc là cái vách đá Thì nó có vài cái ví dụ cho nó nè Từ gia giá âm tiếng việt là chữ áp đó, có nghĩa là đè nén áp vẫn còn dùng ví dụ như là áp lực công việc áp lực tiền bạc chẳng hạn gia ly là, cái lực nén âm tiếng việc nó là áp lực cái tiếp nữa ta có từ mà lu mà lu mà là mã tức là con ngựa lu là đường là chúng ta gặp rồi nhưng mà đừng dịch là đường cho ngựa chạy hay là nghĩa gì khác mà nó là đường hoặc là đường xá thôi đường xá À, chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè quên diễn hãng chai nợ quên diễn hãng chai nợ xin hỏi ngân hàng ở đâu trai mà lưu tuy men trai mà lưu tuy men ở đối diện bên đường tôi xe niên à, cảm ơn nhiều cảm ơn anh nhiều bu xe à, cảm ơn nhiều cảm ơn rất nhiều ta nói là tôi xe chứ chúng ta không có nói là xe xe hình tố xe xe hình tố thì người ta cũng hiểu nhưng mà nói vậy nó bồi tô xiê cảm ơn nhiều. À, trong trường hợp đó thì mình cũng trả lời nhanh gọn của xe Không có chi. Cái tiếp nữa ta có từ thứ 22 là từ duyền Duyền ở Hán Việt là viễn, Duyền ở Hán Việt là viễn, viễn có nghĩa là xa. À, viễn du là chuyến chơi xa, à, viễn chinh là đi chinh chiến nơi xa, ví dụ thế. Viễn vọng là nhìn xa. À, ta xem ví dụ bên dưới. Chuyển quên sang tiên chai nở Chuyển quên sang tiên chai nở Chai chuyển biên sứ dư lưu khổ Chai chuyển lưu khổ Ở cái ngã tư phía trước Chứ không phải trước ngã tư nha Ngã tư phía trước Duyền mà Xa không Bù duyền Không xa Đọc lại nè Chuyển quên sang tiên chai nở Chai chuyển biên sứ dư lưu khổ Duyền mà Bù duyền Xin cảm ơn. Đến đây tôi xin kết thúc phần 2 trên 3 của bài 5. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị ở phần cuối cùng đó là chúng ta tìm hiểu về các cái đoạn đàm thoại cũng như ôn lại cái bản từ mới của bài này. Xin chào tất cả mọi người.